23. Sếp Trịnh, tài xế đợi dưới tầng rồi. Được, chúng ta xuất phát ngay. Sếp Trịnh, bây giờ chị có rảnh không ạ? Tôi phải dội lên máy bay đây. Cô có việc gì gấp không? Tôi có thể xin chị 10 phút không? Vậy nhanh lên đi. Bảo tài xế đợi tôi chút nhé. Vâng. Xin lỗi nhé sếp Trịnh, đã làm lỡ giờ của chị. Thừa Hoang, thực ra tôi đã nói rất rõ qua điện thoại rồi. Lần hợp tác thương vụ này của chúng tôi đã được xác định là hợp tác với Bodicelli rồi. Hay là sau này chúng ta tìm cơ hội khác đi. Sếp Trịnh, lần này tôi tới không phải để nói chuyện đó với chị. Lần trước tôi nghe chị nói qua điện thoại là hình như thời gian địa điểm tổ chức lễ cưới gặp chút vấn đề. Không biết đã chốt địa điểm tổ chức lễ cưới chưa ạ? Vẫn chưa. Nếu thực sự không ổn thì chị có thể dời ngày thôi. Vậy hay là chị xem xét thử khách sạn chúng tôi đi. Cô nói Hưng An Lý ư? Đúng thế. Thực ra lần trước khi tôi tới văn phòng của chị thì tôi đã nhìn ra chị cực kỳ thích phong cách Thượng Hải và Vintage. Thế thì vừa hay cực kỳ phù hợp với phong cách của Hưng An Lý chúng tôi. Vậy nên tôi nghĩ có lẽ chị cũng thích trang trí lễ cưới của chị theo phong cách thế này. Đúng là tôi rất yêu thích kiểu phong cách này. Mẹ tôi cũng thế. Bà ấy thích trà chiều của Hưng An Lý. Tốt quá rồi. Thực ra ngoài cung cấp dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ thì vườn hoa trong Hưng An Lý chúng tôi được bà và một số bạn lâu năm của bà chăm sóc tỉ mỉ nhiều năm. Và cả biệt thự Thạch Khố Môn có trăm năm lịch sử của chúng tôi ở phía sau cũng mang nét đặc trưng riêng. Điều quan trọng nhất là Hưng An Lý chúng tôi chưa bao giờ cung cấp dịch vụ tổ chức lễ cưới. Nếu chị bằng lòng thì chị sẽ là người đầu tiên tổ chức lễ cưới ở Hưng An Lý chúng tôi. Nói thật, bây giờ khách sạn tổ chức lễ cưới làm tôi đau đầu thật. Nhưng kiểu phong cách của Hưng An Lý đúng là tôi có thích. Cơ mà để làm địa điểm tổ chức lễ cưới thì nó vẫn... Sếp Trịnh, tôi không làm phiền thêm thời gian của chị nữa. Đây là phương án tổ chức lễ cưới mà tôi viết riêng cho chị. Chị có thể bỏ ra chút thời gian rảnh trên đường đi để xem. Vậy thế này đi, tôi đi công tác về sẽ tới Hưng An Lý ngắm thử xem. Tốt quá rồi, Hưng An Lý chào đón chị tới bất cứ lúc nào. Hôm nay muốn uống gì? Đều được. Đều được thì làm cái gì dễ vậy? Americano nhé. Được. Mình nói chứ, cậu chỉ có mỗi một đơn lễ cưới của sếp Trịnh thôi mà. Xong việc rồi thì cậu định thế nào? Mình hỏi cậu, nghĩ tới Cabela thì cậu sẽ nghĩ tới thứ gì? Đắt. Nghĩ tới khách sạn Hòa Bình thì cậu sẽ nghĩ tới lịch sử. Vậy nghĩ tới Hưng An Lý thì cậu sẽ nghĩ tới thứ gì? Lễ cưới. Đúng, chính là lễ cưới. Hơn nữa một lễ cưới không chỉ kéo theo một bữa tiệc mà còn cả phòng ở, đồ ăn. Thậm chí còn có rất nhiều nhãn hàng được lồng ghép vào. Ý tưởng này của cậu được đấy chứ. Cậu xem lúc mình cưới, cả một Thượng Hải to như vậy mà mình tìm không ra một khách sạn vừa ý. Nếu không phải là không chăm chút tới đồ ăn thì cũng toàn là những món đắt tiền lè lẹt phức tạp. Rồi còn trang trí lễ cưới rất là quê, rất nhỏ hẹp, không được đâu. Thế nên mình đang bắt đầu từ cái nhỏ để hướng tới cái lớn. Mình muốn nổ phát súng đầu tiên cho tổ chức lễ cưới ở Hưng An Lý. Sau này tất cả mọi người ở Thượng Hải chỉ cần nghĩ tới lễ cưới là nhớ tới Hưng An Lý của mình. Mình thấy được. Chỗ mình cũng chẳng có gì giúp được cậu cả. Nhưng cà phê thì đảm bảo là đủ. Sao cậu lại không giúp mình được? Cậu có thể cho mình một vài giúp đỡ thực tế. Thực tế gì cơ? Đôi tay của cậu đấy. Mau mau, mình đã hứa với sếp Trịnh sẽ làm cho chị ấy một phương án toàn diện riêng. Cậu biết mà, phụ kiện trang sức cho váy cưới cực kỳ quan trọng. Sếp Trịnh thích nhãn hàng mà chỉ một bộ phận người thích. Đồ chế mặc là nhãn hàng thực vật tự nhiên mà cậu nhìn tên cũng không đọc ra nổi. Hơn nữa chồng chị ấy là một người làm nghệ thuật. Mình thấy phần lớn nhãn hàng lớn đều không vừa mắt họ. Bây giờ mình chỉ có thể dựa vào cậu thôi. Mau mau. Biết rồi. Xem ra chuyện này chỉ có thể để mình ra tay. Được rồi, giao cho mình đi. Lúc nào phải nộp bản thảo? Không vội, mai mình tới lấy. Mai, cậu đúng là bạn thân thật. Mai cơ, có được không? Được thôi. Được thôi, mình biết ngay mà. Mau mau tốt nhất với mình. Ừ.
Vẽ cái gì thế này không biết. Không đúng. Mình không vẽ nổi nữa. Sao thế? Chị không rảnh chào em đâu. Em tự túc đi. Chị vẽ gì thế? Chị em nhận đặt riêng tổ chức lễ cưới, rồi giao phần phụ kiện trang sức cho chị. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng nề, chị không thể làm hỏng gì của cô ấy được. Vẽ kiểu gì đây? Đừng vẽ nữa. Chị không vẽ thì em vẽ à? Đi thôi. Đi đâu? Đổi môi trường khác để tìm cảm hứng. Mưa to thế này, em dẫn chị đi tìm cảm hứng hay là đi dầm mưa đây? Chị phải về đây. Có thể cho em thời gian một bài hát không? Đây là bài hát mà em lưu giữ. Rất ít đấy. Chị thử đi. Để chị. Đợi chút nhé. Cũng ổn. Đi thôi. Mạch Thừa Tảo, em ghê gớm rồi phải không? Đợi chút. Em làm gì thế? Mau mau. Em... À, mưa to thế này, em về nhà sớm đi. Chị vào nhà đây. Mau mau. Em thích chị ngay từ thời khắc đầu tiên gặp chị rồi. Chị có bằng lòng để em trở thành người bảo vệ chị không? Anh còn đến đây quấy rối chị ấy, có thể đánh gục cả sự nghiệp của mình, tôi cũng phải kiện đến khi anh thân bại danh liệt mới thôi.
Mau mau, em mang canh gừng tới cho chị. Sếp Trịnh, bên này là bãi cỏ và vườn hoa của chúng tôi. Nếu chị bằng lòng, thì sau này là lễ cưới của chị sẽ được tổ chức ở đây. Hoan Hoan, đẹp đấy. Tới đúng lúc lắm. Sếp Trịnh, giới thiệu với chị, đây là bạn thân của tôi, Mao Dịnh Hân. Xin chào sếp Trịnh. Cậu ấy là nhà thiết kế trang sức, có nhãn hàng riêng của mình. Trong lễ cưới này của chị, tôi muốn giao cho cậu ấy việc thiết kế trang sức cho lễ cưới. Đúng rồi, sếp Trịnh, tôi phải đưa cho chị xem thử. Sau khi Hoang Hoang giới thiệu cho tôi về chị, tôi nghĩ trang sức chủ đạo nên chọn ngọc trai. Chị xem thử đi, vì ngọc trai tượng trưng cho sức khỏe và tình yêu thuần khiết. Bên cạnh tôi có tô điểm thêm một ít kim cương và bạch kim để phối cùng. Đợi sau khi sản xuất ra được mẫu này thì thành phẩm sẽ còn đẹp hơn nữa. Thừa Hoang, tôi sẽ giao cho cô việc chung thân đại sự của tôi. Sếp Trịnh, ý chị là giao cho Hưng An Lý chúng tôi tổ chức lễ cưới cho chị, có phải không ạ? Nói thật lòng, bây giờ tôi hơi mong chờ rồi đấy. Cảm ơn sếp Trịnh, chúng tôi chắc chắn sẽ không để chị phải thất vọng. Vậy chú thôi, chú mau chóng dẫn sếp Trịnh tới phòng bếp của Hưng An Lý chúng ta, chọn một vài loại bánh đắt khách trong tiệc trà chiều đi. Tiện thể cho chị nếm thử trên đường đi về. Chị thích loại nào thì nói với tôi, sau này chúng ta sẽ sử dụng loại bánh ngọt đó trong lễ cưới. Hiểu tôi thật đấy, tôi sẽ rất là lãng phí thời gian. Sếp Trịnh, mời đi bên này. Cảm ơn. Chị ấy thích kìa. Đơn đầu tiên thành công rồi. Được đấy. Mình thấy hôm nay sếp Trịnh khá thích trang sức mà cậu thiết kế đấy. Đùa à, thiết kế mà chỉ một bộ phận người thích thì mình làm là tốt rồi. Tiểu Tảo, xem lại ở đây, em không đi làm à? À, hôm nay là thời khắc quan trọng của chị mà. Em tới để cổ vũ tinh thần cho chị. Đợi chút, tóc em sao thế? Sao lại làm kiểu giống hệt như Chí Minh thế? Làm tóc ở đâu đấy? Không phải, hôm nay em đi gặp khách hàng cực kỳ quan trọng, nên em phải chỉnh trang lại một chút. Thế à, khách gì vậy? À thì, hay là chị đi làm trước đi. Không sao, chị không bận. Không sao, chị đi làm việc trước đi. Chị không bận thật. Không bận à? Không bận thật à? Chị bận. Đúng rồi, chị bận. Chị qua bên nhà hàng xem thử chút. Mình đi cùng cậu. Không cần đâu, cậu cứ ở đây đi. Tiểu Tảo, vậy em chăm sóc tốt cho Mau Mau nhé. Đi đây. Em bảo đây lạnh đến thật à? Chị anh biết thì sao? Biết thì biết thôi, nói chung sớm muộn gì cũng phải biết. Đi nào, mau lên. Thứ gì thế? Anh tự mở ra xem đi. Nói thật, đầu óc tiểu Thừa Hoang thông minh thật đấy. Không cạnh tranh được ở mạng tiếp đón thương vụ thì người ta chuyển hướng giành quyền tổ chức lễ cưới cho sếp Trịnh. Giống chuyện quấy sẽ làm đấy. Anh cứ mặc kệ là chuyện ai làm đi. Phải làm sao? Anh có định tới lễ cưới này không? Tới chứ, đương nhiên là phải tới uống rượu mừng rồi. Vậy tiền mừng cưới đương nhiên là cậu bỏ tiền rồi. Ôi cái miệng này của tôi.
đẹp thật đấy. Sếp Trịnh, trang sức này hợp với chị thật đấy. Kết hợp thế này thật sự rất đẹp. Cảm ơn thưa Hoan, hôm nay thật sự rất khó quên. Tôi rất vui, chị hài lòng là được ạ. Nếu chị chuẩn bị xong rồi thì bây giờ có thể bắt đầu xuất phát tới bãi cỏ. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Bên này, đi nào. Chú Thôi, bây giờ cô dâu tới bãi cỏ rồi. Mau chóng chuẩn bị đồ khai vị đi. Có thể lên món rồi. Bây giờ cháu sẽ xuống ngay. Chúc mừng nhé. Anh chúc mừng muộn rồi, cô dâu đã đi rồi. Tôi chúc mừng cô mà. Chọn đúng tính khác biệt. Đồ óc cô nhanh nhạy thật. Chúc mừng tôi mà anh không thể hiện gì à? Được thôi. Vậy sau này tôi sẽ mời cô ăn cơm nhiều hơn. Được. Nhưng anh nhắc tới cơm, tôi nhớ ra là còn phải cảm ơn anh đấy. May mà lần trước anh mời tôi ăn cơm, khiến tôi nảy ra ý tưởng này. Tôi chưa từng nghĩ là bãi cỏ của Hưng An Lý có thể làm ra thế này. Nếu bà mà nhìn thấy được, chắc chắn sẽ rất vui. Đúng thế. Tôi nghe Tuyết Lỵ nói, sếp các anh giao cho anh một nhiệm vụ rất nặng nề, liên quan tới Hưng An Lý nhỉ? Dạ tôi vững chắc lắm, gánh vác được. Nếu có liên quan tới Hưng An Lý thật, anh không cần để tâm tới tôi. Cô cứ yên tâm làm tốt việc của mình đi. Cậu chụp hai chúng tôi làm gì? Xin lỗi sếp Mạch, lúc nãy tôi thấy ánh sáng rất đẹp, rồi quần áo hai người mặc cũng rất hợp nhau, nên không nhịn được chụp một bức. Thế ư? Vậy cậu mang qua đây cho chúng tôi xem nào. Mọi người đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi một chút, ăn dấu đi. Nào, ai cũng có phần. Nào ăn dưa hấu. Sếp Mạch mời mọi người ăn dưa hấu. Nào ai cũng có phần. Cảm ơn sếp Mạch. Nào cảm ơn sếp Mạch. Đừng khách sáo, ai cũng có phần. Nào ăn dưa hấu thôi. Nào ăn dưa hấu đi. Cầm lấy đi. Vẫn còn nữa nhé. Ăn xong chút nữa vẫn còn. Ăn nhiều vào. Khách đã đi cả rồi, sao anh còn ở đây? Tôi cũng muốn ăn dưa. Có đây, chú cắt thêm cho cháu. Chú Thôi, để cháu, chú nghỉ đi. Cẩn thận tay nhé. Ăn dưa. Sao anh không ăn? Chê tôi cắt xấu hay là chê dưa hấu không ngon? Không phải. Tôi chỉ tò mò muốn hỏi cô, trước kia cô ăn dưa hấu thì đều ăn phần giữa trước à? Đương nhiên rồi, nếu không thì ăn kiểu gì? Dưa hấu ở giữa là ngọt nhất. Hơn nữa đây là một kiểu hình thức khi ăn dưa hấu. Lúc nhỏ, bố tôi mua một quả dưa hấu cực lớn về nhà, rồi mẹ tôi cắt từ giữa ra. Tôi và em trai mỗi người một nửa, ăn tới nỗi bụng căng tròn luôn. Lúc nhỏ, tôi ăn dưa hấu, nếu mà ăn ở giữa trước sẽ bị đánh một trận, rồi bị bảo là ích kỷ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Bình thường đều là người khác cắt xong xuôi rồi mang tới cho tôi. Bây giờ không còn ai bảo anh ích kỷ nữa. Ăn đi. Ngọt không? Tự cầm ăn đi. Ngọt thật. Sao anh cứ chụp mãi một góc thế? Nào, em xem thử được không? Không cho. Em xem nào, không cho đấy. Hôm nay nhiếp ảnh gia vất vả rồi. Nè,
Ngon lắm. Em cũng tự uống một hộp. Rớt ra giày rồi. Thế này thì thôi, đừng có chụp. Luống cuống quá. Trang sức này của em chủ yếu là dùng thường ngày mà. Đẹp lắm. Thật á? Thật mà. Em xem nào. Cũng tự nhiên thật. Đẹp nhỉ? Được đấy. Chị. Mệt rồi nhỉ? Cũng tạm. Mau mau đâu. Sao hôm nay cô ấy không tới? Chị ấy nhận được một đơn hàng khá gấp. Chị còn không rõ luôn. Bây giờ em rõ hơn chị rồi. Chị, hôm nay lễ cưới có thuận lợi không? Khá thuận lợi. Kiểu tóc hôm nay của em là đi gặp khách hàng tiếp à? Dân thì vẫn là người lần trước. Rất tốt. Đúng rồi chị. Cả nhà đi xem căn phòng mà lần trước chị nhắc tới. Bố mẹ đều khá thích. Nhưng mẹ vẫn muốn hỏi chị trực tiếp xem chọn kiểu phòng thế nào. Chị sao cũng được. Để bố mẹ quyết định đi. Họ thích thì mua luôn. Mua sớm cũng yên tâm sớm. Được. Vậy chị nghỉ ngơi sớm đi. Em đi đây. Tiểu Tảo. Thực ra chị muốn nói với em, kiểu tóc này của em rất đẹp trai. Cứ để kiểu này tiếp đi. Lão Mạch, đi thôi. Vẫn còn pha trà. Đừng pha nữa, thay đồ đi, sắp đi rồi. Tôi pha hồng trà cho bà. Không phải bảo buổi chiều sao? Bây giờ còn sớm chán. Đi sớm đi, lỡ như người khác chọn mất căn phù hợp thì sao? Mau lên, về nhà uống sao? Cô chú, đây, chào buổi sáng. Tiểu Diêu, nói với cháu một chuyện. Hôm nay cô chú định đi mua nhà. Nếu chọn được, có lẽ sẽ phải chuyển khỏi đây. Không cần quấy rầy cháu nữa. Là thế này, Hoàng Hoàng bỏ tiền ra muốn mua cho cô chú một căn nhà trong thành phố. Sếp Diêu, những ngày qua thực sự đã gây thêm nhiều rắc rối cho cháu rồi. Cảm ơn cháu nhé. Chú khách sáo rồi. Mau lên đi. Tắt đi. Ông để về nhà rồi uống. Ông toàn là tắt đây. Cứ tới lúc quan trọng. Trong buổi họp sáng ngắn ngủi hôm nay, tôi muốn nói với mọi người vài điều. Thời gian qua, sau khi mọi người chung tay hợp tác, buổi hôn lễ đầu tiên của chúng ta tổ chức đã cực kỳ thành công. Cảm ơn mọi người. Tôi tin rằng mọi người đã đoán được rồi. Sau này chúng ta sẽ đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ lễ cưới. Cho nên trước mắt, vị trí và nội dung công việc của mọi người đều sẽ thay đổi theo. Sau này, tôi sẽ chọn ra một công ty dịch vụ lễ cưới tại chỗ để giúp chúng ta làm việc chuyên nghiệp hơn. Vậy thì trước mắt, phòng nghiệp vụ lễ cưới tạm thời do chú Thôi quản lý. Tiếp theo mọi người có thể tự đề cử mình, chủ động thử sức với công việc này. Có ai muốn thử không? Đây, sếp. Liêu Cương, cậu muốn thử sao? Tôi muốn từ chức. Từ chức? Sếp, chúng tôi cũng muốn từ chức. Liêu Cương, cậu dẫn đầu gây sự cái gì? Cả hai cậu nữa, làm gì thế? Làm loạn à? Tôi muốn nghe lý do của mọi người. Thế thì sếp, tôi nói thật nhé. Cô làm kiểu đặt riêng cho lễ cưới thế này, không có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, đến cuối cùng chưa chắc sẽ có hiệu quả gì cả. Chúng tôi vốn dĩ đều đang làm việc ở khách sạn rất yên ổn. Vậy bây giờ thì sao? Làm việc quần quật như trâu vậy. Đúng thế, cả ngày đều phải tăng ca để tổ chức hôn lễ. Chưa nói tới lượng công việc lớn, tiền lương lại vẫn còn như trước kia. Đúng, chuyện chi qua hồng mà cô nói lần trước, chúng tôi cũng đã nghe ngóng rồi. Hình như phải chờ đến cuối năm mới có.
Thế thì chúng tôi không chờ được, cho nên mới muốn từ chức. Có sao không? Đúng, đúng là không có hoa hồng. Bây giờ còn không có thời gian nghỉ, đúng không? Nhiều việc hơn, lại kiếm được ít hơn. Cần gì phải thế? Liều mạng để kiếm tiền, chúng tôi cũng không làm. Đúng thế, đúng không? Thế này phải làm thế nào? Được, không có vấn đề gì hết. Ngành nghề này vốn là tự do minh bạch. Nếu có ai muốn rời khỏi, tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản. Tôi tin vào tiềm năng của Hương An Lý. Tôi cũng tin các đồng nghiệp ở lại đây có quan điểm giống với tôi. Chúng ta là đồng đội, gặp phải vấn đề có thể bàn bạc với nhau, giải quyết với nhau, chứ không phải là dùng cách như bây giờ. Chúng ta vừa có một trận chiến cực kỳ tuyệt vời, vừa đứng vững gót. Khoảng thời gian khó khăn nhất đều đã qua rồi. Tiếp theo, mọi người có thể thấy được lời hứa của tôi trong tiền lương của mình. Đối với những người muốn rời khỏi, nếu mọi người có nơi tốt hơn để đi, tôi sẵn sàng đồng ý. Tôi cũng chúc mọi người có sự nghiệp phát triển tốt hơn ở Hương An Lý. Buổi họp sáng kết thúc tại đây. Mọi người giải tán đi. Anh Cương, làm sao đây? Thừa Hoang, chú Thôi không sao, chú không cần an ủi cháu. Cháu hiểu hết. Thực ra họ cũng không phải thực sự muốn đi, họ chỉ nghi ngờ cháu thôi. Nhưng cháu cũng biết vấn đề tiền lương phải tiến hành ngay. Dù sao bây giờ điều then chốt nhất của chúng ta là phải giữ được người ở lại. Tuy đã đính chính được việc ngộ độc, nhưng nó vẫn gây ra một số ảnh hưởng cho khách hàng của chúng ta, làm thu nhập tháng trước của chúng ta không được như trước đó. Đơn nghiệp vụ lễ cưới đầu tiên của chúng ta cũng lỗ lã, mới làm nên chút tiếng tăm. Vì việc đầu tư sắp tới, chúng ta lại vừa vay ngân hàng một số tiền. Tiếp theo, trong thời gian ngắn, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nữa? Chú Thôi, cháu có thể lấy số tiền mua nhà của nhà cháu bù vào quỹ công trước. Thế thì không được. Không được đâu. Cháu muốn dùng tiền mua nhà của mình để tăng lương cho nhân viên thì chú là người phản đối đầu tiên. Là đội ngũ của chú không quản lý tốt, là trách nhiệm của chú. Chú Thôi, chú đừng nói như vậy. Nếu cháu đã quản lý Hương An Lý thay cho bà thì đây chính là trách nhiệm của cháu, là việc cháu bắt buộc phải đối mặt, cũng bắt buộc phải giải quyết. Chú Thôi, chú đừng sốt ruột, chúng ta cùng nghĩ cách. Sếp Diêu, chú là lão Thôi. Tuy chú chỉ là một nhân viên của khách sạn, nhưng dù sao cũng là bề trên của cháu, nên chú cả gan khuyên cháu một câu. Dù cháu có không hài lòng về vấn đề quyền sở hữu Hương An Lý đến đâu, thì đó cũng là quyết định của bà cháu. Cháu phải chấp nhận đi. Cháu có thể đừng ép Thừa Hoang quá không? Sao thế? Cháu xem, bên cháu nhắm vào Hương An Lý mãi như thế, nhân viên ở đây lại đòi tăng lương. Thừa Hoang sắp dốc hết tiền mua nhà của mình vào đây để phát lương cho mọi người rồi. Cháu biết rồi. Hôm nay cô chú định đi mua nhà. Nếu chọn được, không cần quấy rầy cháu nữa. Hoang Hoang muốn mua cho cô chú một căn nhà trong thành phố. Sếp Diêu, anh đi đâu thế? Căn này là kiểu nhà chính của chúng tôi. Hôm nay chị con không đến thật à? Mẹ, công việc của chị con thực sự rất bận, mấy hôm nay sẽ không có thời gian. Nhưng chị nói rồi, nếu bố mẹ thích căn nào thì cứ chốt luôn đi. Chị ấy không có ý kiến gì. Thế chắc chắn là nó bận. Người không tới, lòng hiếu thảo tới là được. Alo chị à, Tiểu Tảo, chị muốn nói với em một chuyện. Hương An Lý đã gặp chuyện gì à? Không gặp chuyện gì, chỉ là gần đây nguồn vốn của Hương An Lý xảy ra chút vấn đề. Em có thể bàn bạc với bố mẹ xem chuyện mua nhà lùi lại chút được không? Chị biết chắc chắn là bố mẹ sẽ thất vọng, vì bây giờ đúng là chị đang gặp phải một số vấn đề. Nhưng em cứ nói với bố mẹ là sau này chị chắc chắn sẽ mua nhà cho họ. Chờ chị xử lý xong các công việc bây giờ, về nhà rồi
chị sẽ cũng giải thích rõ ràng với họ. Chị, em còn không hiểu chị sao? Chắc chắn là chị gặp khó khăn gì đó nên mới làm như vậy. Phía bố mẹ, chị cứ yên tâm đi, để em nói với họ. Cảm ơn Tiểu Tảo. Tại sao? Tại sao lại không mua nữa? Không lấy lý do gì cả. Bây giờ nó giỏi rồi, tôi không thấy nó đâu. Nó làm gì cũng không bàn với tôi. Đúng là mẹ còn tưởng mua nhà rồi thì các con đều có thể về ở. Giờ thì hay rồi, đại học hẳn rồi. Vợ à, con gái chắc chắn có khó khăn của nó. Chúng ta cũng phải hiểu cho nó, cũng phải tôn trọng nó. Tôi còn chưa đủ tôn trọng nó sao? Cứ sáng nắng chiều mưa, hôm nay không được mua nhà, mà lại không được ở biệt thự cũ, toàn làm người ta nơm nớp lo sợ, ngủ cũng không được ngon. Mẹ, con cũng nói với chị con rồi, nhưng chị con cũng bảo không phải không mua nhà nữa, mà là mua muộn một chút. Con nói không mua đâu, ai cũng tin nó nữa. Mẹ nói cho con biết, thuê nhà cái gì mẹ không đi đâu, mẹ không đi đâu hết. Mẹ cứ về căn nhà cũ của mẹ, cho nồi cơm điện nổ tiếp, cho tủ lạnh ngập nước tiếp. Cô, cho chân mẹ. Chú, sao cháu lại ở đây? Đến đón cô chú. Không phải vẫn chưa hết thời gian cho cô chú thuê nhà sao? Thế thì cứ ở lại đã, những chuyện khác để sau này rồi tính. Đi thôi, chúng ta về nhà. Được, đi thôi. Cảm ơn nhé. Còn cả vấn đề dọn dẹp phòng nữa, trước đó tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, khăn của chúng ta thực sự cần phân loại. Chị, cô đi làm việc đi. Vâng. Sao rồi Tiểu Tảo? Phía bố mẹ vẫn ổn chứ? Đã sắp xếp xong cho bố mẹ rồi. Em đến là muốn hỏi chị, rốt cuộc Hân An Lý làm sao thế? Không sao, đừng lo lắng. Chỉ là bây giờ đúng là chị rất khó dẹn cả đôi đường. Em còn không hiểu chị sao? Nếu không phải chị thực sự khó xử, bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không làm vậy. Đúng rồi, hôm nay Diêu Chí Minh lái xe đón bố mẹ về đấy, còn bảo bố mẹ cứ yên tâm ở lại đã. Diêu Chí Minh, sao anh ấy lại tới đó? Em không biết, nhưng anh ấy xuất hiện rất đúng lúc. Diêu Chí Minh cứ giúp chúng ta hết lần này đến lần khác. Không lẽ nấy và chị, dạo này em đúng là lắm lời lắm đấy. Em ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì tới nhà hàng ăn một chút. Đi. Còn chưa ngủ à? Có phải vẫn còn giận vì chuyện mua nhà không? Tôi thấy con gái chắc chắn có cái khó của nó. Chắc chắn là gặp chuyện gì. Có khi phía Hân An Lý đang chờ dùng số tiền này. Bà xem, chúng ta là bố mẹ của Hân Hoan, phải hiểu cho nó nhiều hơn. Bà thấy có đúng không? Có khó khăn thì nó nói với tôi chứ. Chuyện gì cũng không nói với tôi, càng ngày càng xa cách tôi. Không phải vì nó sợ, bà lo lắng sốt ruột cho nó sao? Hơn nữa, nó có nói với bà thì bà cũng không biến ra tiền để giúp nó được. Đúng là tôi không biến ra tiền được, nhưng chúng ta dọn đi cũng phải có nơi để ở chứ. Thế thì cũng phải thuê nhà đúng không? Phải trả tiền thuê đúng không? Còn phải trả tiền trung gian đúng không? Thế là lại phải trả một số tiền lớn còn gì. Thế có phải là càng không thể dọn đi không? Tôi thấy hôm nay Tiểu Diêu làm tôi bất ngờ lắm. Thực ra thằng bé này cũng được đấy. Đúng, nó là con trai sống một mình, thực ra cũng không dễ dàng gì. Đáng thương ghê. Chúng ta phải tốt với nó một chút. Thank you.
Mẹ ơi, hôm nay con muốn nói chuyện với mẹ về chuyện nhà cửa. Anh làm tôi giật cả mình. Anh chào tôi một câu là được. Anh chọc tôi làm gì? Cô đây làm gì? Sao không vào nhà đi? Tôi đi dạo vài vòng thôi. Anh thì sao? Anh vừa chạy bộ về à? Hôm nay tôi nghe Tiểu Tảo kể rồi. Sao bỗng dưng anh lại đến chỗ bán nhà? Chú Thôi gọi cho tôi, oán than với tôi một hồi. Chú Thôi đúng thật là... Anh cứ kệ đi. À không, anh cứ coi như chú ấy chưa từng gọi cho anh. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách tốt hơn để bố mẹ tôi mau chóng dọn đi. Không sao. Có phải cô cảm thấy vừa tiếp nhận Hưng An Lý dở nhà người khác là rất quá đáng không? Tôi chỉ cảm thấy người nhặt được của hời như tôi đây không thể cứ đón nhận sự giúp đỡ của người khác hết lần này tới lần khác nữa. Làm đường tăng cũng cần có Tôn Ngộ Không đánh yêu quái cho mà. Anh xem anh so sánh kìa. Thế cũng có nghĩa là anh là một con khỉ à? Nếu mà cô thích thì tôi làm Trương Bát Giới cũng được. Trương Bát Giới giống anh lắm đấy. Thôi không đùa với anh nữa. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Đây là trà sữa Hưng An Lý chúng tôi mới nghiên cứu ra, coi như là quà cảm ơn. Tôi không nhận. Tại sao? Anh chê à? Chê chứ. Làm sao tôi biết cô mang về cho mẹ hay là cho tôi? Thế tôi phải cảm ơn anh như thế nào? Ngày mai đi câu cá với tôi. Câu cá với anh? Sách quý về câu cá cô đưa tôi lần trước, tôi chưa nghiên cứu thấu tỏ được. Cần cô tới tận nơi đích thân hướng dẫn. Tôi hướng dẫn thế nào? Cuốn sách đó cũng là tôi mua trên mạng mà. Tôi mặc kệ. 9 giờ sáng mai tôi đến đón cô. Anh Lý chụp ảnh. Sếp Mạch, tôi đã chỉnh sửa xong ảnh chụp lần trước rồi, gửi cho cô xem nhé. Mama, alo Hoang Hoang, sao thế? Duy Chí Minh hẹn mình ngày mai đi câu cá với anh ấy. Đột ngột thế à? Thế này là muốn tóm được cậu rồi. Cậu có đi không? Đi thì đi, ai sợ ai chứ. Mình phải xem anh ấy còn có chiêu gì to tát nữa. Có chuyện gì cứ nói với mình nhé. Cô, sao cô lại ở đây? Cô đang chờ cháu. Chờ cháu. Cảm ơn cháu, hôm nay đã hào phóng như vậy, còn cho cô chú ở lại căn biệt thự cũ này. Cái này có gì mà phải cảm ơn à? Cháu nên làm thế mà. Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi. Kết bạn WeChat. Đúng, cháu xem. Kết bạn WeChat rồi. Cháu muốn ăn gì? Nhà có việc gì? Cháu cứ nói với cô trước. Chờ cháu về nhà, cô đã làm xong hết cho cháu rồi. Vâng, nhưng bây giờ cháu không mang điện thoại. Lát nữa cháu bảo chú Mạch chuyển cho cô. Được, vâng. Cô còn muốn hỏi cháu, cháu có bạn gái không? Cái này cháu tạm thời chưa xem xét. Phải xem xét chứ. Cháu cũng không nhỏ nữa. Kết bạn huy chát rồi, còn một ít lợi nữa. Cháu có biết là gì không? Ít lợi gì à? Cháu đoán xem. Kết bạn huy chát rồi, cô có thể chụp ảnh các cô gái tốt, gửi hết cho cháu. Cháu cứ xem ai tốt nhất. Cô ơi, cô sẽ... À, cảm ơn cô, cháu không cần thật mà. Thằng bé này nên xem xét rồi. Ngủ sớm đi. Dân à, đừng quên chấp nhận lời mời của cô nhé. Cô ngủ đây.
Sao thế? Nhìn cái gì? Không có gì. Đi thôi. Đi. Hoan Hoan. Bố. Chị. Hai người đi đâu thế? Tiểu Tảo, em cũng ở đây à? Hai người. Hôm nay là cuối tuần, bố được nghỉ. Em đi câu cá với bố. Không phải mẹ cũng sẽ tới chứ? Sao mẹ con lại đi câu cá được? Sợ cháy nắng. Hai đứa đang định đi.